sút được. Ok. Sọ hén hay. Quả hai người luôn. Hôm nay là trước cũng về một đợt ở đó mà hết, xong cái là anh em cũng kêu là về thêm cái mình cũng cố gắng mình. Sợ giờ cái một phải không? Rồi. Đỡ đau tay. Yeah. Two ball outside của Ronaldo hay làm. Hello anh em. Chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Theta Soccer. Hôm nay mình có trận đá banh sân 7 người. Tại sân gia đình. Hai giờ, cái clip quay từ tháng 8 giờ mới dựng xong để up nè. Đợt rồi mình hơi bận, mới xong hết việc nên giờ mới trở lại với mạch YouTube nè. Anh em cùng chờ đón những video clip sẽ ra trong thời gian sắp tới nha. Hấp dẫn lắm đó. Hôm nay mình đá với đội Charity FC của anh Hoàng Domain. Anh Hoàng đứng trong kia kìa. Đó, đẹp thấy anh Hoàng không? Anh Lê Hoàng, nam ca sĩ, là thành viên của nhóm nhạc The Man cùng với ca sĩ Tiến Dũng, rất là được yêu mến trong những năm 2008 đến 2014. Một trong những nhóm nhạc hiếm hoi hoạt động theo hình thức song ca. Anh Hoàng giờ thì ít đi hát, chỉ là làm kinh doanh và ở bên gia đình. Hy vọng là có dịp nào đó mình sẽ được đi nghe anh Hoàng hát nha. Mình cũng sẽ chiếu cho anh em xem luôn. Chào anh, đây là mình đã với khoa thầy giáo nè. Rồi đi đâu đá cũng gặp khoa thầy giáo hết. Lúc này thì đội bạn chưa tới, đợi lâu quá, cả đội lập team đá ma. Một game đá khá thú vị giúp cho chúng ta cải thiện kỹ năng chuyền bóng ngắn trong không gian hẹp. Đại Neymar nè, số 10. Đây là Vũ Hoàng Đại, chủ của hệ thống cửa hàng bán giày và phụ kiện bóng đá Neymar Sport. Anh em thì quen biết nhau lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp đá chung với nhau một trận. Trước khi vô trận banh hôm nay, mình chuyển qua view clip đi thăm cửa hàng của Vũ Hoàng Đại nha. Hello anh em, nghe không thấy không? Nhà cũng gò dấp qua, cũng gần. Hôm nay có dịp ghé qua Neymar Sport. Và đây là chi nhánh ở Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Giờ mới trở lại sau chấn thương đúng không? Đúng rồi. Nói chung là cái đó nó quan trọng đó, tại vì biết được là như thi là mổ dây chằng, nhưng mà dạng như dây chằng nhân tạo đúng không? Đúng rồi, dây chằng nhân tạo. Dạng công nghệ mới. Đúng rồi, công nghệ mới luôn á. Mổ cái đó nên thành ra mới có 4 tháng mấy là đá banh là bình thường rồi. Chưa là đầu tiên đại nghe luôn á. Chứ thường mấy anh em khác nghe nói là mình phải ít nhất là 6-7 tháng có người hả, 9 tháng cả năm trời. Cả năm mới đá lại được. Mà đá là nhẹ nhẹ mà hôm trước gặp thi cũng thấy chạy cũng ngon lành chứ đôi. Đúng rồi, nhiều giày quá. Mizuno. Này. Với đây Adidas hả? Không. Adidas. Nói chung là mình cũng chia nhiều hãng. Puma. Ba dạng nữa. Ôi, góc này đẹp nè. Ok. Hôm bữa mới mua một đôi size 11 rồi. Giờ chắc cần một đôi có nhân tạo đúng không? Có nhân tạo để đá con. Cái đôi Mizuno ở nhà đá nát luôn à. Mấy anh em nói giờ nó cũ quá, giờ phải có một đôi mới. Nói dụ như là khách mình cũng hay chọn cái mẫu như là mẫu Metro này đó. Mẫu này thì nói chung cũng đẹp, với lại mẫu này là trước cũng về một đợt rồi đó mà hết, xong cái là anh em cũng kêu là về thêm, cái mình cũng cố gắng mình đưa về thêm. Ok. Thì cứ xem thử đi. 42 2/3. À, cái khoảng size đó hả? Đúng rồi. 42 2/3, vậy là khoảng 42.5. Nike là 42 2/3 là của Mizuno hay là của Adidas hay? À, tất cả dòng á, Adidas là 42 2/3. À. Nike chắc là 42.5. À, okay. Mizuno thì cũng 42.5. Để mình nhờ mấy bạn là lấy cái size khoảng size cho bạn thử ha. Lấy cái này đúng ta, cái này thấy cũng nhẹ nè. Đúng nhẹ, không? Đúng nhẹ. Mình đang nhẹ. Đi đâu này nè. Cái phiên bản The Pro Sack. Dạ. Tại thi quan tâm ở hai phần này xíu. Bị ngang đúng không? Thì ra ngoài cái việc bị ngang mà thi cũng bị đau cái ngón này nè. Nếu như mà ở đây nó chật quá thì nó sẽ cũng nó cũng sẽ rồi. Đúng rồi, nó cũng sẽ hơi đau chỗ chân của mình chỗ này. Bị ngang nè, nhưng mà mình đá mẹt bình thường, nhưng mà quan trọng là mình phải biết cách mình thuần giày. Nghĩa là ví dụ như là ban đầu á, anh em đồ mang vô là anh em cứ kêu là phải nó vô là dứt liền là không có nha. Riêng mình ví dụ một đôi giày đó là mình phải mang mình trải nghiệm khoảng chừng, ví dụ bữa đó mình mang khởi động mà mình đá 23 phút mình mang về cũ vô. Như là hoặc là mấy trận đầu á mình đi, ví dụ như là mình tháo lót giày ra. Okay. Ví dụ bản thân của mình á là ví dụ như là một trận đầu tiên á, lúc mà mình mang khởi động á, ví dụ mang mình chạy khởi động đội thôi, là mình tháo lót này ra là dây mình nới lỏng thôi. Cái chỗ này sau này nó sẽ giãn ra đúng, đúng rồi. Ừ. Quan trọng mình canh giày là mình canh cái mũi chân ở trên nè. Mũi theo như mình á là phải dư khoảng chút xíu vậy nè. Đó, khoảng dụ nửa đốt ngón tay nè. Tại lúc mà mình chạy là cái mũi mình nó dồn phía trước á. Thì cũng tùy vào cái thói quen mang giày của mỗi người. Có người thì mang phải sát cái móng người ta mới đá được, giống như người ta sút mới được á, nhưng mà bản thân mình mang với lại nhiều anh em mang á kêu là mang mà sát cái mũi này chạy một chút tại cái chân mình nó dồn ở phía trước á.
nó đào móng nó bị đen cái móng, nhiều khi bị hư móng thứ cái đó rồi. Cái đó thì cũng là một trong những kiến thức thi cũng biết rồi, thành ra thì xài giày cũng thì mang cũng nhiều cũng ok. Có một số đôi thì biết mang vô biết là hợp hay không à. Sỏ vô biết liền à. Thôi nên có cái món đồ chơi này cũng cũng vui nằm mang theo món đồ chơi vậy đúng không, sợ vô cái một phải không, đỡ đau tay. Ở đâu thôi không dây á, đi là phải có cái đồ mang giày á. Đồ không dây phải có đồ mang giày. Cái này là đợt đi mua trong mấy shop giày tây á. Thấy nó bán là mình nụm luôn. Ok vừa đó. Ok không? Nhưng mà tí nhớ bỏ lót vô lại để cảm nhận nha. Thấy này màu này okay. Cũng nhẹ. Quan trọng là cũng thấy rất là nhẹ. Đôi này nhẹ, màu đẹp. Đôi này ai đang mang ta? Này, Messi này Messi nè, rồi Song Hong Min, Salah. Dạ dạ dạ. Chung là bản này là bản cao cấp nhất ở trên chân cầu thủ rồi. Ghê ghê ghê. Lỡ mua đôi Mizuno rồi. Thôi để đợt sau Ronaldo ra đôi mới thì mua. Sọt vô sọt ra thôi thì thường quá. Muốn mua ngoáy ngoáy một chút thử xem vậy có ngon không nào. Thấy cũng làm được mấy skill mà đúng không? Thấy cũng múa dữ lắm á, chứ dữ không rồi. Around the world. Yeah. Two bow outside của Ronaldo hay làm Ronaldinho nữa. Ok. Rồi hay rồi. Tuyệt vời quá rồi. Ai bằng Đại nhà mình nữa. Lúc này thì Đại hỏi mình về mấy trái banh để tập freestyle football. Lúc mà mình mới tập chơi freestyle á, khoảng năm 2007 đến 2010 á. Cái thời điểm đó thì nó có trái banh riêng. Cái trái banh nó tên là Minta. À, thì chơi trái banh nó hay lắm. Trái banh nó là cái nó bằng cái lớp ngoài cùng nó bằng vải quần jean. À. Cái vải quần jean này nè. Tạo ma sát nè. Không biết nữa, nói chung là cái thiết kế của cái thương hiệu đó của Hà Lan thì làm bằng vải quần jean. Thì nó là nó tròn, nó nhỏ, nhỏ hơn cái banh số 11. Hiểu vòng chân nó dễ hơn, nhưng mà có điều là trái đó nó bị cái là nó độ bền không cao. À. Khi mà ma sát dưới đất xi măng này nọ nó sẽ rách. Đúng rồi. Với nếu như mà không chơi để thời gian thì quần jean nó cũng sẽ mục và nó rách theo thời gian. Thành ra là nó không bền. Khi mà nó không bền. Hình như là nó có cái hình dạng như con rồng. Đúng rồi, con rồng á, con rồng mà nó có nhiều màu lắm, mà thực tế nhà mình giờ mình cũng còn hai quả nhưng mà mình mua sưu tầm thôi. Tại vì chơi nó sẽ hư. Thì quay lại câu chuyện là thật ra là để một chơi freestyle tốt á, trái banh nó cần phải là trái banh tròn, cân, êm. Thì xu hướng bây giờ người ta chuyển qua chơi official ball. Rồi mấy trái như Champions League này, World Cup, Euro là nhà mình có đầy đủ hết á. À, đợt này World Cup chưa có thôi. Và Đại Neymar tặng mình đôi Mercurial Zoom Vapor 14 Pro TF này luôn. Giá đôi này đâu đó khoảng 2.6 triệu nha anh em. Mà ghé shop xong nhận đồ về cũng kỳ. Mình quyết định mua luôn quả bóng World Cup 2022 có giá 3.2 triệu. Ô la la, mày là vừa có giày mới, bóng mới. Yeah yeah. Arilla đúng không ta? Arilla. Nè, banh của giải thế giới là phải có logo FIFA nha anh em. Da cực đẹp. Design cực đỉnh. À rồi, cái tức là những cái chữ này là nó cùng một nghĩa nhưng mà khác nhiều tên quốc gia đúng không? Logo Adidas và đẹp quá. FIFA World Cup Qatar 2022. Mai mốt sẽ có hẳn clip review của banh này, anh em chờ xem nhé. Cứ chọn em là chơi thôi. Chứ được cái là banh FIFA World Cup với là Euro thì nó được cái là rất là bền. Chụp ảnh cái đi rồi trở lại chọn banh nào. Anh em nào muốn mua đôi giày này thì đến ngay Neymar Sport, đọc mật khẩu là Rome thi restyle with love thì sẽ được giảm 200.000. Tranh thủ mua đi, kẹo hết giày nha. Thiện, em sinh năm mấy Thiện? 97 anh ơi. 97 hả? Trẻ chán. Thiện là một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo futsal của UFC. Câu lạc bộ này giờ không còn hoạt động nữa, nhưng đã tạo nên một thế hệ futsal trẻ đầy tiềm năng trong cộng đồng bóng đá futsal tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, lại một nhân tố nữa của U. Hả?
đã xong tan rã luôn. Đã xong tan rã. Em là gì thiện ta? Thủ thiện. Thái Trần Thanh Thiện. Ồ, Thái Trần Thanh Thiện. Này sẽ có một trận banh với Thái Trần Thanh Thiện. Thiện ra hay lắm, mọi người chờ xem nha. Giật đá ma xíu nào. Đá ma nhiều sẽ giúp ta cải thiện kỹ năng chuyền bóng, ít chạm và kỹ năng quan sát phản xạ khi chuyền bóng mà nhận bóng. Anh em thì nên tập nhiều khoảng này, mai mốt đá thoát pressing sẽ tốt lắm nha. Trời. 1-2 đúng không? Luật đá 1-2 đó là người này đá 2 chạm thì người sau chỉ được đá 1 chạm thôi. Hay quá. Ý. Con em. À, bẻ cái lồng quá. Bẻ cái lồng quá. Ui, chạy luôn. Gãy luôn. Ờ. Ok. Bình tĩnh. Còn luôn. Còn luôn. Áo số 85. Mỗi lần đá banh thấy tốn kém quá. 1 miếng, 2 miếng và 3 miếng. Mỗi miếng 35.000, tổng cộng 105.000. Phí ship về 20.000 nữa, 125. Đó, đá banh thấy tốn tiền không? Bên đây một chân, đây hai chân nữa là coi như là gấp đôi lên. Cái miếng băng dán này là loại xịn đó nha, khá mắc. Nó hỗ trợ giúp cho tăng lực kéo cho cơ đùi lúc duỗi thẳng. Chân mình sau khi mổ xong thì cơ đùi hơi yếu nên sử dụng để hỗ trợ lực kéo một tí. Này là mình mang từ trận hôm qua đến trận hôm nay rồi đó, cho đáng đồng tiền luôn. Ai quan tâm sản phẩm này thì link trong phần mô tả nha. Mà nếu không có nhu cầu mua băng thì mua vớ giống mình cũng được, ok. Cỏ sân gia đình lúc nào cũng dày, nên ra phải đá TF thôi. Đá FG cũng được luôn. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà mình đá banh với anh Hoàng đâu nha. Hồi năm 2013, lúc anh Hoàng với anh Tiến Dũng còn đá với ca sĩ Tuấn Hưng ở sân nhà văn hóa thanh niên, thì mình cũng đá mấy lần với anh rồi. Anh em thấy anh Hoàng băng cả hai đầu gối không? Đứt hết hai dây chằng của đầu gối rồi đó. Vậy mà tuần nào cũng chiến vài trận. Nể thật chứ. Đội bạn thì mặc áo xanh cũng na ná đội mình nên thành ra lộn lại thành màu trắng. Cũng được chứ nhỉ. Rồi thôi bắt đầu đi. Mình đá khách mời nên ra mình vô sau. Mấy anh em tham gia đội thì sẽ đá trước. Mấy anh em chính của đội. Rồi trận đấu bắt đầu ha. Hoàng mang hai cái băng gối luôn. Đá đầy ngắm lên mét luôn trời. Quá đã. Sợ hán hay. Quá hai người luôn. Đường chuyền cuối hơi gãy. Ý da, không đá cũng thành ta. Trời ơi, đá ngay thủ môn. Thiện ơi. Cuối điểm cuối cùng đi lên trời. Ừ, qua được. Không dứt điểm mà chuyền ngang. Vào. Một pha phối hợp rất cồng kềnh. Và đã có bàn thắng. Quậy lên, hay quá.
Điều chuyện dài của Đại Neymar không thành công. Rồi, đầm banh luôn. Cặp bóng tốt. 3-2. Sút được. Quyết định không sút mà chuyền. Ôi, một cự ly như vậy là đá trúng cột dọc. Bấm bóng hay quá vậy. Cho cú đá ngay của trận thi đấu diễn ra với tốc độ rất buồn ngủ, với sự mất bóng của hai bên. Sút xa. Với những cú sút như thế này thì làm sao làm khó được khoa thầy giáo nhỉ. Lấy bóng. Thanh Thiên. Bao rồi. Và cướp bóng dốc tốc độ và dứt điểm của Thanh Thiện. Sau 20 phút thì mình đã vào sân. Chạm bóng đầu tiên. Có hơi dày nên pha giật gót đó của mình, trái banh đó đi ì và bị dính lại. May quá có Thanh Thiện bọc lót kịp thời. Tốt Thiện. Chệt gốc A. Nay đá theo luật của sân SBL nên đá biên và khung thành nhỏ nè. Chơi với bạn anh Hùng ơi. Hay quá. Bóng đại. Sau lưng, dễ anh Hoàng. Ok, tốt anh. Đại. Đẹp hả? Lấy qua. Thôi đại ơi. Ui. Đó là một pha đá gót rất kỹ thuật của Đại Neymar. Sút được. Ok, tóm đại. Tớ không giờ nữa nhé. Đây. Đã. Lấy hàng. Okay. Lúc này thì đội mình gác đội bạn 4-5 trái gì đó rồi.
đưa ăn trời cái nữa Thảo. Ok còn luôn. Cái sân gia đình này đá banh suốt sông là đi lùm mệt mỏi nha anh em ơi. Không lấy được. Nói nè. Một pha va chạm rất mạnh. Rất may là không có vấn đề gì xảy ra. May mắn quá xa. Lót anh Hiền ơi. Lót anh chỗ đó Hiền. Tốt Hiền ơi. Dọc biên. Một chạm. Nè. Ok bước ra. Không dám cắt trái banh đó bằng chân trái. Tại chân trái mình mới mổ cũng chưa tự tin để dùng nhiều. Tốt quá. Ôi. Bạn về Hiền ơi. Dỡ ra Hiền. Ô ra sao thật. Lấy Thảo ơi. Về luôn. Tốt quá. Thảo. Ok. Chờ xin phải. Dạ được anh. Được, tân được hết á. Tân dở quá, dưới đánh hả? Đi thuê chẳng bao lâu rồi? Nhà em 4 tháng rưỡi. 4 tháng rưỡi mà đá lại luôn. Dạ, đá rồi á. Từng bóng nào được hết. Ồ, được chuyền hơi sâu. Vẫn lấy được bóng. Anh Tú. Ờ, chuyền thôi không được. Còn không? Vẫn còn. Hay quá. Qua luôn. Ghê vậy. Chị nghe không? Hay quá anh ơi. Bàn thắng của Thanh Thiện. Pha xỏ hán hay của anh Hoàng Domain. Rồi, ăn đòn luôn. Ồ, hay quá. Thì nó nhanh thiệt. Anh Tú. Ơi, qua luôn hả? Trời. Qua luôn. Thua luôn. Chiên. Chuyền về cho anh Hoàng. Ấy, được luôn.
hay quá. À, gậy quá gậy. Mày còn luôn. Ô, ra ngoài. Ây da, không thành lỗi. Trời này nhẹ nhàng quá. Ây da, trời xanh lè rồi. Mình chấp tốt. Hay quá. Chưa, đại hay quá đại ơi. Đã, tay rồi. Không có tiếng còi. Vẫn con. Bức tường. Con quen ơi. Tú kìa. Trên mắt ngoài luôn. Lâm anh. Phản công. Kìa. Bấm vẫn trong chân cao thủ Charity. Lúc quay clip này thì mình mới được 4 tháng rưỡi thôi, nên đá 30 phút là mình nghỉ. Không chơi nhiều, chơi xong thì cũng phải tranh thủ trường đá để hạn chế viêm trong khớp. Tốc độ quá. Hơi sâu. Vẫn còn. Đánh đầu. Ây, ghê vậy. Cú đánh đầu của anh Tú mà đã có bàn thắng. Đúng dài. Bước 1 tốt của Đại Neymar. Bức tường. Nhìn là biết bức tường rồi. Anh Tú làm gì đây? Gặt quá người, đã vô khung thành trống. Quá hay anh Tú ơi. Hat-trick. Dạ. Gót hay. Chị ngang. Ơi, té mà lấy được banh luôn. Bỏ bàn tốt. Chả bàn rồi. Úi da. Vậy được luôn. Ui sao rung dữ vậy ta. Ui tốc độ quá. Chị ngang. Thôi đá ngay cục dọc luôn. Mưa lớn rồi. Mây đã che lên mét 81. Mưa to rồi anh em ơi. Ôi chè. Rồi chắc rồi cầm đồ vô thôi. Cầm đồ vô nào. Cầm đồ vô. Đem lên khán đài. Chị ngang. Bao. Bàn thắng của anh Hoàng. Rồi thôi chắc. Hết giờ thầy ơi. Hết giờ đi. Hết giờ đi. Hết giờ. Ok. Mưa tầm thả. Hai trận liên tiếp không có bàn nữa Hoàng ơi. Đang đá ok không? Quá ok. Ở ngoài anh thấy mà. Cậu Khoa hôm nay chụp ok không? Ok, hai bàn. Thua hai trái hả? Hai trái. Không biết quay được hai trái. May quá vừa đá xong trời mưa tầm tã. Mới mổ có 4 tháng rưỡi à. Thành ra đá ít thôi. Chủ yếu là đi vận động, sức khỏe, gặp gỡ anh em. Nay được trận banh với lại anh Hoàng, đồng em với lại anh Tú. Chung là một trận banh giao lưu rất là vui vẻ. Charity FC. Sắp tới chắc cũng còn đá dài. Trời mưa đẹp không cả nhà? Lên khán đài thôi. Có khán đài chú mưa. Rồi anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh. Đón chờ các clip mình trong thời gian tới nha. Mình là Phạm Thi, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Đổi hôm nay hơi mềm. Trận banh cũng hơi nhạt tí xíu. Mọi người enjoy nha. À anh em đừng quên code
Grumpy Restyle with Love để giảm giá 200.000 khi mua giày Nike Mercurial Zoom Vapor 14 Pro TF tại các chi nhánh bán giày bóng đá của Neymar Sport nha.